hoy, en medio de una realidad, ngày nay giữa một thực tại đầy rẫy những dấu chỉ bất hòa và chia rẽ, vẫn xuất hiện những bằng chứng về tình người, về đức tin dấn thân và về tình huynh đệ vốn có khả năng phá đổ những bức tường ngăn cách và xây dựng những nhịp cầu nối kết. Chúng ta được truyền cảm hứng từ rất nhiều người, dù họ có những thương tổn phải trải qua trong đời. Họ đã không từ bỏ niềm khát khao về một thế giới công bằng và nhân đạo hơn, về một thế giới giống như vương quốc mà Đức Giê-xu đã loan báo. Trong năm nay, chúng ta mừng kỷ niệm 500 năm biến cố hoán cải của Thánh Y Nhã. Chúng ta nhìn về quá khứ để truyền cảm hứng cho hiện tại và làm mới niềm hy vọng của mình vào tương lai. Chúng ta biết rằng, cũng như Thánh Y Nhã Loyola, ngày nay có những người nam nữ làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dòng lịch sử. Những chứng nhân là những người đang biến mọi cử chỉ đơn giản trở nên bằng chứng cho thấy lòng tốt và tình yêu rồi sẽ vượt thắng. Chúng ta cần có nhiều chứng nhân hơn là những con người, mặc dù đã chịu nhiều thương tổn, đã nghiệm thấy tính mỏng giòn hay cả những thất bại đau đớn, nhưng vẫn mở lòng mình ra để gặp gỡ, tin tưởng và hiệp thông, để chính họ được Thiên Chúa hướng dẫn và nhờ đó họ trở nên những khách hành hương theo Thánh Ý Ngài. Tôi mời gọi các bạn dám làm chứng cho đường lối của Chúa qua cuộc sống của các bạn. Với sự đồng hành của vị thánh từng bị thương ở Pamplona, là người đã để bản thân được Thiên Chúa chinh phục. Mọi cử chỉ, mọi lời nói đều quan trọng. Các bạn có dám không? Chúng tôi mời gọi bạn cầu nguyện riêng và cầu nguyện cùng cộng đoàn với những điểm gợi ý ở cuối chương đầu tiên trong cuốn sách Cùng đi với Thánh Y Nhã của cha Arturo Sosa.